Hello, kính chào mọi người. Video này hai lúa nhắc lại cái chuyện mà đi nước ngoài làm việc cùng với hai lúa. Thì dự kiến là trong hết tháng 11 này cho đến ngày khoảng giữa tháng 12 thì ở bên kia sẽ có một cái đợt tiếp nhận người sang làm việc. Thì luôn muốn nhắc lại đó, dạo này thì chốt kiểm dịch và cái chuyện mà giãn cách xã hội rồi này nọ, cái chuyện đi lại nó cũng thoải mái rồi. Nếu mà ai có quyết định đi nước ngoài làm việc á thì nhanh chóng làm hộ chiếu, làm bắt bo á, rồi chụp hình cái hộ chiếu và chụp hình hộ chiếu thôi, rồi gửi cho lúa, để lúa gửi sang bên kia để công ty họ làm thủ tục. Nhiệm vụ của mình ở đây là chỉ có chuẩn bị hành lý và lên máy bay bay, thế là xong. Dĩ nhiên là mọi người phải đặt cọc trước 10 triệu để mà kiểu như là làm tin á, là chắc chắn mình đi á. Thì khi mình sang đó thì ở phía công ty sẽ trả cái 10 triệu đó lại cho mình, không có mất đi đâu hết. Còn cái chi phí để mà làm thủ tục giấy tờ rồi mua vé máy bay đồ để mình đi qua đó. Thứ nhất là thủ tục giấy tờ để mình được phép mình lao động ở trên cái nước ngoài, ở nước đó thì một năm khoảng 1.000 đô, rồi cộng với tiền vé máy bay khoảng 1.000 đô nữa, là tổng chi phí mình nợ công ty là 2.000 đô. Thì với 2.000 đô đó, nếu mình làm việc tốt thì 2 tháng là mình trả xong nợ. Tuy nhiên là không phải là mỗi tháng là sẽ trừ gọn mọi người là 1.000 đô hay là 2.000 đô, mà là mình có thể trả dần. Mình có thể trả dần là mỗi tháng 500 đô. Thì lâu nhất là 4 tháng mình sẽ trả xong cái chi phí vé máy bay nè, rồi cái tiền chi phí để mình ở nước ngoài mình làm việc á một cách hợp pháp á. Thì nào là thuế thu nhập, nào là chi phí để xin những cái giấy phép mà mình được làm việc trên nước ngoài á. Đó thì cái phần chi phí là mình phải trả, nhưng mà công ty họ sẽ ứng ra trước, họ lo cho mình. Còn lại là mình đặt cái niềm tin đối với công ty đó, là mình gửi 10 triệu đặt cọc, gửi cho lúa cũng được, hay là gửi trực tiếp cho giám đốc bên đó cũng được. Còn cái chuyện mà mất tiền thì hai lúa đảm bảo nha. Còn mọi người nói mày là thằng nào mà đảm bảo gì, thì cái chuyện đó thì nếu mà ngay từ lúc đầu mà không tin thì thôi, không nói chuyện tiếp nữa ha. Còn tin thì không có vấn đề gì rồi. Còn nếu mà hỏi mày là thằng nào mà đứng ra đảm bảo để đền cái số tiền 10 triệu đó cho tao thì không nói chuyện nữa ha. Là bởi vì ngay từ đầu không có niềm tin rồi thì nói chuyện tiếp thì cũng bằng không thôi, mất thời gian. Thì lúa nhắc lại là hết tháng 11 này cho đến khoảng giữa tháng 12 thì sẽ có một đợt lên máy bay đi qua đó một chuyến. Thì ai mà quyết tâm đi nước ngoài làm việc đó thì nhanh chóng mà làm hộ chiếu nha, rồi chụp hình hộ chiếu gửi cho lúa, hoặc là gửi trực tiếp qua công ty bên đó. Vấn đề nữa là mọi người sẽ hỏi mức lương và chỗ ăn ở. Thì trước hết là mọi người hãy nhìn cái khung cảnh ở sau lưng lúa đó. Thứ nhất là cái khung cảnh làm việc của công ty, cái nơi mà mình sắp làm việc. Thứ hai
là mình nhìn cái khung cảnh của cái đất nước ở bên đó, cái khung cảnh của đất nước bên đó, thì phần lớn thời gian bên đó là tuyết rơi ha. À, mùa hè với lại mùa thu á nó ngắn lắm, còn phần lớn là mùa đông là lạnh. Nhưng mà lúa cũng đã từng ở bên đó một năm cho nên cái lạnh đó nó cũng không có xi nhê gì đâu. Có nghĩa là ở trong nhà thì mình có lò sưởi, còn đi ra ngoài thì có một cái áo ấm nặng 1-2 kg hay là 2-3 kg gì đó mình mặc, thì với lại mấy đôi ủng mình đeo để mà mình đi chợ rồi mình đi siêu thị rồi đó, thì lúa thấy bình thường, không đến nỗi phải cúm đâu. Thì mọi người cứ nhìn sau lưng lúa những cái hình ảnh về cái nơi mà mình sắp làm việc và cái hình ảnh của đất nước ở bên đó. Còn mức lương thì như thế nào? Mức lương thì hưởng theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không có ai ép mình hết. Nhưng mà ít nhất là mỗi ngày mọi người làm việc ít nhất cũng phải 8 tiếng ha. Còn mình làm thêm thì mình có quyền làm thêm, công ty hoan nghênh mình làm thêm. Còn lại thì mình làm, tuy là làm sản phẩm nhưng mà mình đừng có lười nhé. Ít nhất là mỗi ngày cũng làm việc 8 tiếng. Thì mức lương nó dao động từ 15 cho đến 25 triệu, tùy theo sức của mình, tùy theo cái công việc mà mình làm. Thì ngồi máy may thôi chứ không có gì hết. Còn lại nơi ăn chốn ở, ăn thì công ty có nhà bếp, có nhà bếp phục vụ. Còn ở thì mỗi phòng ở 4 người, mỗi phòng ở 4 người, nam riêng nữ riêng, chứ không có nam nữ lộn xộn, nó nhiều chuyện lắm ha. Còn gì nữa ta? Hết rồi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Để lúa tìm coi còn cái gì nữa để nói không. Thì lúa nhắc lại là ai muốn đi thì công việc là chuẩn bị 10 triệu để thế chân, để đảm bảo là mình sẽ đi, để người ta lo giấy tờ cho mình. Còn lại là chuẩn bị hành lý và lên máy bay thôi. Hết tháng 11 cho đến giữa tháng 12 sẽ có một đợt đi ha. Ai quyết định đi thì nhanh chóng đi. Rồi những ai mà có cần tìm hiểu gì thêm đó thì liên hệ qua Zalo với Hai Lúa là 0911 726 905. Còn nếu muốn nói chuyện trực tiếp với giám đốc ở bên đó thì cứ liên hệ Zalo với Lúa, rồi Lúa sẽ gửi cho mọi người cái cách liên lạc với giám đốc mình đó. Nếu mà mọi người không tin Hai Lúa thì cứ nói chuyện trực tiếp với giám đốc bên đó, không có vấn đề gì. Còn riêng Hai Lúa thì sang đó Hai Lúa cũng sẽ mở một cái tổ hợp, một cái tổ hợp nhỏ nhỏ dài 3 người, cũng sản xuất quần áo bán, rồi cũng may đo đó. Thì mọi người trước mắt cứ làm việc với công ty, rồi sau này nếu có duyên với Hai Lúa thì góp cổ phần làm việc cùng với Hai Lúa vậy thôi. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì liên hệ Zalo 0911 726 905 ha. Hai Lúa kính chào tạm biệt mọi người. Mọi người quyết định đi nước ngoài làm việc thì nhanh chóng làm hộ chiếu, chụp hình gửi cho Lúa hoặc là gửi cho giám đốc ở bên đó. Rồi câu chuyện đến đây là hết rồi. Hai Lúa kính chào tạm biệt.